Chị Kai có chia sẻ giống cho một cái thông tin rất là thú vị, đó là cái cách thưởng thức mì trong những năm gần đây nó có một chút xíu sự thay đổi, đó là không chỉ là mình thả mì mà còn thả rau vô nữa. Ví dụ như là những cái trái cà nhật thả cho heo, mình vừa gấp mì vừa gấp rau ăn luôn. Thật ra thì tôi nghĩ là thả mì là mì nó mềm, chúng ta dễ gấp. Chứ bây giờ ví dụ như thả cà rốt, hoặc là ví dụ như thả và cà chua bi xem, nó đố mà gấp được. Ăn cái kiểu hộp tre này chắc chỉ những cái gì mà dài, chúng ta dễ chặn được thì còn ăn được thôi. Nhưng thực ra đấy là một cách trải nghiệm rất là thú vị. Giới thiệu với mọi người là ngay cả cái cách ăn đặc biệt, tức là mì thả trôi ống tre này, thì chỉ cho những cái gì hết sức đặc biệt, hoặc tại Nhật chúng ta phải đến nhà hàng, những cái nhà hàng rất là lớn thì có thể là ăn được cái cách như thế này. Còn không thì ở nhà bình thường thì mọi người sẽ mua những cái mô hình nho nhỏ bằng nhựa để chúng ta có thể là cho nước đá vào đó và thưởng thức mì somen. Mọi người biết Nara không ạ? Đã từ bên Nhật Bản rồi ạ.